Chào cô chú anh chị nha. Thì khách hàng của em hồi chiều mới điện lên hỏi em về cái vấn đề là cái đồng tiền của cái máy may á, ngay cái chỗ cái cụm đồng tiền mà có cái rotor á nó bị gãy á, thì giải quyết làm thế nào, thay hay là mình tận dụng lại cái đồng tiền đó. Thì ở dưới cái khu vực ở dưới miền xa xa xôi á, thì dịch bệnh này thì không có mua được cái cụm đồng tiền đó được á, thì có một cái cách khắc phục thì em chia sẻ cho mọi người với cô chú anh chị trong mùa dịch này ha. Với người nào mà không có điều kiện để mà phải mà cần gấp á, thì mình giải quyết bằng cái cách này nha. Cái mình tận dụng lại vẫn được bình thường nha, chứ không phải cần thiết là mình phải thay cái cụm đồng tiền đó. Rồi sau đây là em sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà tận dụng lại cái đồng tiền ý cái gô tôm á, gô tôm bị gãy thì tận dụng làm sao thì em chia sẻ cho mọi người nha. Rồi để mà mình xử lý cái mình tháo được cái cụm đồng tiền ra, mình cần một cái vít me nha, vít me khoảng khoảng bia da nha, không tới găng tay. Thì vít me nào cũng được, cái loại đầu vít me nhỏ thôi, cái đầu có khoảng 2 ly thôi, 2 ly không tới 3 ly đâu, 2 ly 2 ly cho đổ trở lại để mình dặn cái cụm ốc của cụm đồng tiền ra nha. Với lại cần một cái cây kìm để bẻ lại cái gâu tôm của cái cụm đồng tiền. Kìm thì loại nào cũng được, loại này cũng được ha, loại nào cũng được. Rồi cái cụm đồng cái chỗ cái cụm đồng tiền này nè, là cái gâu tôm ngay chỗ này nè, mình chạy lâu ngày nó bị giặt nhiều quá, nó bị gãy hay là nó bị vướng cái gì đó, rồi cái gâu tôm mình nó bị gãy cái phản khúc này nè, là không có gâu tôm này là nó không có giật cái sợi chỉ của mình chạy được nha. Mà giật cái sợi chỉ để làm căng cái sợi chỉ là mà để mai nha. Thì em sẽ chỉ cho mọi người là tháo cái cụm đồng tiền này ra, rồi cái đầu mình bẻ lại cái gâu tôm này nè nha. Ở trong thì nó có gâu tôm này, còn có khoảng một cái khúc có thể mình tận dụng lại được cái khúc đó để mình bẻ cái làm cái gâu tôm, để hạn chế mà mình đỡ cái vụ mà cái chi phí để mình mua cái gâu tôm, mua cái cụm đồng tiền mới nha. Rồi mọi người sẽ ở đây nè, ở trong cái chỗ để từ cụm đồng tiền bên bên phải nó có một cái con ốc, thì mình lấy cái vít me mình vặn cái con ốc này ra đó. Vặn nới cái con ốc này ra đấy, xong mình sẽ rút cái cụm đồng tiền này ra. Thì ở trong cụm đồng tiền á, nó sẽ có một cái chốt cái cốt này nha. Thì mọi người tháo ra nhớ để ý là cái cốt này, nhớ cẩn thận mắc cái cốt này là nó không có tống cái đồng tiền ra được nha. Khi mình gáp lại là phải để cái cốt này đây. Rồi cái cụm đồng tiền mình nó hiện tại bây giờ cái gâu tôm nó bị gãy ha. Thì bây giờ em sẽ chỉ cho mọi người tháo cái cụm đồng tiền này ra đây, tháo toàn bộ ra. Nhớ là mọi người tháo xong tháo những cái gì thì mình lắp lại y gan như vậy nha. Đây đây, trong đây nó có. Rồi tiếp theo là hai cái rồi bây giờ là mình tròn chỉ còn cái dụng còn còn tháo con ốc này ra thôi, tháo con ốc này để lấy một cái lò xo này nè, cái gâu tôm mình đó ra mình bẻ lại nha. Mình dùng cũng dùng cái vít me, ở đây có một con ốc đấy, tháo con ốc này ra luôn đó.
dặn dặn ra thôi là mình có thể mình tháo ra được nha. Rồi đây mình rút cái cốt này ra, rút cái cốt này ra đấy, bỏ qua bên. Nhớ là mình tháo những cái gì thì mình gáp lại y gan như vậy nha. Rồi ở đây nè, mình lấy cái tay vấu vô ngay chỗ cái ở trong đây, nó có cái lò xo của cái gô tôm nè, vấu vô đấy, hoặc là lấy cái bít me trọt vô khều nó ra đấy. Rồi tháo nó ra đấy, thì ở trong đây là không còn gì nữa, thì mình lau chùm để xuống đây. Rồi là cái quan trọng nhất là mình lấy cái này nha, mình lấy cái này mình sẽ bẻ lại cái gô tôm. Ở trong đây nó còn có một cái khoảng lò xo rất là nhiều nha, mình sẽ bẻ cái gô tôm lại. Ví dụ như mình xài một thời gian sau á, lỡ mà nó có gãy á thì mình cứ tháo ra tiếp tục mình làm như vậy. Khi nào mà mình cảm thấy mà mình nó có còn một cái khoảng mà nó không còn để mà cho cái gâu tôm nó nhảy được á, thì mình sẽ đi mua cái cụm đồng tiền khác mình thay vô, hoặc là ra ngoài tiệm á, có ai bán cái lò xo này á không á mình mua cũng được. Nhưng mà cái cụm đồng tiền này chắc em nghĩ là cũng không có nhiêu tiền, nên là mọi người nên là mua cái cụm mới. Còn ví dụ như mình cái cụm đồng tiền mình mà cái lò xo này vẫn còn nhiều, còn sử dụng được á, thì mình mua cái ý mình sửa, cứ sửa lại cái này, sửa lại mình xài vẫn được. Bây giờ mình sẽ bẻ thẳng cái một khúc cái lò xo này ra, bẻ một khúc cái lò xo này ra. Đây. Mình canh coi coi cái khoảng mà cái gâu tôm là cái khoảng khoảng nhiêu nha. Đây. Nó có khoảng cái này là cái khoảng ba sen đi, 3 cm. Mình bẻ ngay cái khớp này nè, cái lò xo nè, nó tròn đúng không? Đây, xong rồi mình bẻ ngay cái chỗ này cho nó vuông góc, bẻ ra cho nó vuông góc nè, mọi người thấy không? Vuông góc nè, thấy không? Xong mình bẻ thẳng cái uống cho cái gâu tôm này nè, cái đầu ở ngoài nè, thẳng ra. Đấy. Xong xong cái này đúng không? Rồi mình canh từ cái khoảng này nè, từ cái chỗ cái góc này nè, cái góc này nè, ra tới đây là cả một 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 cm nha, 1 cm. Đây, từ cái góc này ra đây 1 cm, cỡ khoảng 1 cm thôi, không chính xác nhưng cũng được nhé. Đây mình bẻ xuống, bẻ cho nó xuống đấy, bẻ cho nó vuông góc xuống nha, không cần đẹp cũng được, miễn sao cái gâu tôm mình miễn sao gáp vô mà nó nhảy bình thường là ok đấy. Bẻ cho nó xuống đấy, gâu tôm mình vuông góc vậy nè, thấy không? Xong mình canh từ đây xuống đây 1 cm, 1 cm thấy không? Mình uống nó lên, cái này góc này là không có cho nó chết nha, uống uống tròn nha, uống tròn kiểu gì nè, đấy đó. Vậy là mọi người được một cái gâu tôm nha đó.
là cái gâu tôm mình là thấy là bẻ lại cho nó vuông vuông là sử dụng được rồi đó. Và sau đây là em sẽ chỉ cho mọi người là gáp vô trở lại hồi nãy mình tháo cái gì, tháo những cái món gì, thì bây giờ mình sẽ gáp lại y gan như vậy. Riêng cái gâu tôm này khi mình gáp vô chung cái cụm này nè, ở đây nó sẽ có một cái khe, thì mình muốn gáp vô á thì mình sẽ dùng cái đầu mà mình mới đẻ bẻ cho cái gâu tôm á tròn vô, tròn ở trong á, tròn qua cái khe đấy, tròn qua cái khe xong mình lòn lên đấy, lòn lên đấy, rồi xong lòn lên được gì đúng không, riêng ở trong cái lò xo này ở phía bên trong á nó sẽ có một cái góc này ở phía trong nhằm mục đích là nó giữ lại cái cốt này, cái khe cốt này nè. Khi mình chọt cái khe cốt này vô á là nó sẽ vô cái góc này để nó giữ lại đấy. Xong mình bẻ bẻ cái đầu đó, bẻ cho nó nằm vô phía trong đó, là mình được cái đồng tiền nó nằm tròn lõn nó vô trong rồi không đấy, ok chưa đó. Xong mình nó nằm tròn lõn vô trong rồi, tiếp tục hồi nãy mình tháo những cái bước gì thì mình gáp lại những bước đó. Đây ở phía trong á ở phía trong nè, ở phía trong đây nó sẽ có cái hồi nãy em nói là cái góc á, có một cái góc nè, thấy không, cái góc đó nó sẽ mình muốn gắn cái cốt này vô á, mình canh ngay cái khe, mà cái khe cốt này nè vô ngay cái góc đó luôn. Chọt hết hết cỡ vô xong mình cho nó, mình xây nè, xây cái cốt nè, xây cốt là nó sẽ di chuyển cái gâu tôm mình nha. Mình xây cái cốt, cái này là nhằm mục đích, xây cái cốt này là nhằm mục đích là làm cái gâu tôm mình nặng hay là nhẹ nha. Đây mình xây lên như vậy đúng không, là gâu tôm mình lên búng lên mạnh đúng không, mình nhả xuống nhẹ bớt chút xíu là gâu tôm mình nhẹ nè, không đó, mà mình làm vừa phải thôi, mình chỉnh sao mà cái gâu tôm mình nó có cái độ nặng vừa phải thôi, không có cần thiết là nó nặng quá đâu. Rồi xong mình chỉnh cho nó nè, cái gâu tôm nè nó nặng vừa phải thôi ha, đó nặng vừa phải thôi, thì mình sẽ dặn, mình cầm mình dặn con ốc này lại, dặn chặt con ốc này lại luôn. Đấy. Đó. Dặn chặt ngóc này ra rồi mình kiểm tra lại đây. Kiểm tra lại ok không? Mình sửa chút đỉnh lại cái gâu tôm mình. Đó. Ok không? Đó, cho nó ngay lại. Đó. Vậy là bây giờ mình được cái gâu tôm bình thường như gâu tôm mới ha. Rồi xong hồi nãy mình tháo ra những bước gì thì mình tiếp tục mình gắn lại, ví dụ như hồi nãy tháo những cái món này là gì đúng không, tháo này trước này trước này trước này trước này trước đúng không, bây giờ mình phải gắp lại ngược lại này 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 đúng không. Đó. Trước tiên mình gắp cái hàng này nè, cái lõm này nè, cái lõm vô phía trong. Rồi tiếp tục mình lấy một miếng nữa, mình sẽ gắp cái lõm này nó quay ra phía ngoài, cái lõm này nè nó sẽ quay ra phía ngoài nè, thấy không, đó là cái đồng tiền mình nó sẽ kẹp sẽ chỉ lại. Rồi tiếp theo là cái cụm này đúng không, cái cụm này
sẽ mình gáp lại cái phần lõm nó sẽ nằm phía ngoài luôn. À, nhớ đây là nó sẽ có một cái khe nè, là mình chọt vô khoảng cái khoảng khe nè, khe của cái cốt. Đó. Tiếp theo là mình lấy cái lò xo, thì cái lò xo nó sẽ cũng có một cái gảnh gảnh khe, thì mình chọt vô cái gảnh khe cái cốt luôn. Tiếp theo là mình lấy cái này, cái này nó cũng có cái khe chọt vô. Rồi tiếp theo là cái phần là cái nút vặn ha, gắp nút vặn vô. Đó. Thì giờ là cái đồng tiền, cái gâu tôm nè, mình có cái một cái cụm đồng tiền có gâu tôm bình thường lại như lúc đầu nha. Đó. Cái này dành cho anh chị bây giờ cần gấp, hoặc là những vùng sâu vùng xa mà không 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 có đi mua được cái mới á, thì bây giờ mình sẽ tận dụng lại những cái cũ mình có ha. Đúng. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái cốt ở đây, sẽ có một cái cốt nha. Nhớ giữ cái cốt này đừng cho gớt mất, là nó xong sẽ không đóng, nó tống được cái đồng tiền này ra. Cái cốt này nhằm mục đích là nó tống cái đồng tiền ha. Khi mà nó cắt chỉ nó sẽ tống cái đồng tiền này ra nha. Đó. Thì cái cốt này nó sẽ mình sẽ ghim vô đây. Ở trong đây nó sẽ có một cái lỗ. Mình bỏ vô đây, đó. Xong. Mình gắn vô. Đó là xong rồi đó nha. Xong mình được một cái cụm đồng tiền hoàn chỉnh ha. Đó. Được cái cụm, một cái cụm đồng tiền hoàn chỉnh, nó có cái ô tôm. Mình gắp vô. Mình gắp thì mình canh cái đồng tiền này, để em chỉnh lại cái đồng tiền này. Cái gầu tôm, chỉnh lại cái gầu tôm chút xíu. Đây, khi mình gáp cái gâu tôm á, mình gáp cái gâu tôm á, thì cái gâu tôm nó phải nằm từ cái mép dưới của gâu tôm nè, với cái móc này nè, nó sẽ chênh lệch cỡ khoảng 3 ly, không tới 3 ly. Đó, mình đẩy nhẹ vô, đó, đẩy cho có khoảng cái khoảng đồng tiền á, cái từ cái đồng tiền nè vô tới cái thành thành máy là cao khoảng 1 đến 2 ly ha. Đó, mình đừng đẩy vô sát quá. Xong mình canh cái gâu tôm nó khoảng gì là vừa nha. Xong xiết nó lại, xiết con ốc này lại, bên hông nó sẽ có một con ốc nè. Đó, hồi nãy mình tháo con ốc này ra thì giờ mình phải xiết lại cái con ốc này. Nhớ là cái đồng tiền này nè, đừng có đẩy vô sát thành quá, mình đẩy vô sát thành quá nó sẽ hở cái khoảng đồng tiền nè, nó sẽ hở nè. Khi mình siết chặt cỡ nào chặt nha, là cái đồng tiền này sẽ không 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 chặt lại được nha. Mình để vừa phải thôi để cho đồng tiền nó hít ha. Rồi sau đây là mình siết lại cái con ốc nè, vừa phải rồi đúng không, siết lại cái con ốc này. Siết chặt lại luôn. Đấy. Rồi. Thế là mình được cái đồng tiền nha. Đồng tiền ấy, mình được cái một cái gâu tôm như gâu tôm mới thôi ha.
gắn sợi chỉ vô nè, giật nha, giật bình thường nha. Đó. Thì em làm cho mọi người xem những xem một cái khi mình tận dụng lại một cái đồng tiền mà bị gãy câu tôm nha. Thì đây là em thường cũng là sợ thợ sửa máy may mới vô nghề thôi, nhưng mà cái này em có cái kinh nghiệm, chút đỉnh kinh nghiệm thì em chia sẻ cho mọi người, với lại chia sẻ với khách hàng em. Bây giờ em đây là em chuyên buôn bán máy may nha, thì em chia sẻ cho mọi người cái cách mà tận dụng lại cái đồng tiền mà bị gãy gầu tôm nha. Thì xin chúc mọi người một xem video vui vẻ nha. Đây em xin gửi cho, cũng xin gửi cho khách hàng em với những cô chú anh chị mà chưa chưa biết về vấn đề này. Đó. Giờ mình là cái câu tôm mình nó sẽ nhảy bình thường nha. Đó. Đó. Nhảy nhảy hơi bị mạnh đó mọi người. Đó. Rồi bye bye mọi người nha. Xin hẹn mọi người gặp cái video tiếp tiếp theo nha. Mọi người xem được cái video này thấy ý nghĩa thì mọi người nhấn nút đăng ký kênh hoặc là like, rồi có gì thì comment góp ý kiến giúp mình nha. Rồi bye bye mọi người.